Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của Minh Vũ Audio. Như clip trước thì em cũng có lên sóng giới thiệu đến các bác về cái mẫu đẩy gì nhỉ, gọi là như nào nhỉ, tiếng Anh nó lúc đọc được lúc này quên bố mất. Đây, một con đẩy 32 sò, máy thương hiệu của Mỹ, mốt mốt nha. Con này rất là nổi tiếng ở trên thị trường, thì nó được biết đến từ những cái thời mà những dòng máy xe hàng xịn các bạn. Đấy, máy 5 lý đây, quá chất. Và đấy thì em cũng có giới thiệu chi tiết về con máy này. Thì bây giờ thì test chất âm cho các bác thưởng thức chất âm của nó, phải nói là quá hay. Đây là đang test chất âm mộc nha các bác nhá. Chất âm mộc của nó phải nói là từ những cái giải bát cho đến giải trung giải tép rất chi là hay, đặc biệt là cái giải bát con này phải nói là tuyệt vời. Cặp loa em đang thử là cặp loa FPV Bass 25 nhé. Hay. Hay lắm các bạn. Phải nói là quá ok với cái mức giá gọi là 4 triệu bạc con đẩy. Quá rẻ. Các bạn tìm đâu con đẩy mà ngon hàng bãi xịn mà mức giá như em bán không bao giờ có. Làm tí nhạc không lời không chưa được, nhạc có lời rồi là không mở được. Hay lắm các bạn, phải nói là một con đẩy đáng đồng tiền bán gạo đi. Mọi người có biết mua đẩy hay thì chúng ta test chất âm mộc thôi. Đấy, là các bác đã biết được. Clip này thì em cũng xin được ngắn gọn tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Mọi thông tin chi tiết mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và gặp lại. Ai gọi nhiều thế nhỉ?